for my father, the king. Welcome to Summoner's Rift. Who dares defy my will? 30 seconds until minions spawn. Đúng rồi, mình đang coi 7 viên ngọc rồng siêu cấp. Coi được mấy chục giây nữa nè. Rest when we are dead. First blood. The fact. Demacia. Now. Greater foes. Righteous retribution. Đã lên nè. Thôi ăn cua. To do and die. Ăn đống rếp đây là gì? Giết. Dậy. Mẹ nó kéo mày lại tao ăn luôn. Đáng lý cái đó là mày ăn rồi. Nhưng mà rất tiếc nó không cho mày ăn. Khổ. Nhưng mà người ta tao buông chuột chết bài cho nhanh đi. Đỡ mất thêm cái lát. Mày, nó tè le lên tao đứng tao ganh tiếp. Mày xem mà nó có tè le rip không. À. Cầm nó lại. Không chết. Nhìn nó chạy, nó ăn đi. Nó dậy. Nó dậy. Dậy chết. Cướp rừng luôn. Do and die.
faithful. For my father, the king. Đồ, đứng ở đỉnh tao kìa. Rồi chắc mà không chém thằng Z đâu. Trời ơi, ba cái tiêu hụt ba, con rồng cắn chết. Rồng cắn chết, rồng cắn chết. Z nó phi ba cái tiêu mà mít được hết luôn ba cái. Kinh thiệt. Không ngờ. Ê, ê, có một clip. Thánh Z. Như vậy con không giết được thằng Lee Sin, tôi cũng thua. Tôi cũng thua rồi. Đếp thì tin được. Lúc đó mà mình còn smile là mình giết thằng Lee Sin rồi. Smile cho con ấy à. Mày con. Đi xin nữa. You shall rest when we are dead. Who dares defy my will? Lee Sin này nó ăn rừng đéo quá ta. Anh rest xong nó qua nó ăn blue. Đó. Nó xuống nó ăn rồng. Rồi, để tao giết nó. For my father, the king. 123 đồng. No quarter for the wicked. Dominating. Protect the faithful. Today is a good day to die. Tôi nghi lắm. Tôi nghi trứng lắm. We shall rest when we are dead.
Nãy thì mày thấy tao vô trụ tao ulti nó luôn không? Chứ tao không có dám quỳ nữa. Man chạy được rồi. Oh no. Oh shit. Man no. Oh no. Trời ơi. Thiết cụ chúng mày đi. Cắm cho cái lá cờ. Không được. Acid luôn. Tùn chứ còn gì nữa. Đã hết tùn. Đã hết bên kia tùn 08. Tao cũng nghi rồi, biết sao. Nãy tao combo đây nè. Chứ nếu mà thằng bình thường nhìn vậy cần gì nó lát. Lát nó cố nó lát để nó nhìn chỉ có tùn nó mới lát. Đúng rồi, cho Lexi nó về đi. Lexi nó mua về ninja. Nó xuống này rồi chứ ta. Mình phải rình nó từ đây luôn. Defy my will. Ủa cái thằng Lee Sin sao nó không lên đây nó ăn cơ? Đứng lên nửa ngày luôn. Đéo tin là không lên được mày. Darius em muốn giết luôn á. Nó xin rồi. Ôi chứ boss rồi kìa.
thì nó khó thôi. Ôi ôi, tí chết. Ông lát là ông vui hùng. Nó quay lại nó đánh luôn kìa. Kêu không cho tiền mày. Thôi đó, kêu nước thôi chứ đâu có thằng nào mua tính tiền đâu. Kỳ á. Đi kêu nước cho thằng ăn cho tiền chứ. Your turret has been destroyed. Thề cái thằng Lee Sin này sao tao không rình được nó ta. Nó rình nó cứ bắt tao ta. Ủa cái đèn. Trời ơi, nhiều lát quá vậy. Trời ơi, tưởng con Morgana chạy đến đây, thằng Lee Sin đứng đây nó định sẵn. Thôi mà combo dính đầu Lee Sin là bốc hơi luôn rồi. Coi gì nó không nắm thời gian rết ra xong nắm được, bây giờ thời gian rết ra tự hiện mà có phải tính thời gian gì thưa đâu mà không tính được thời gian rết ra này. Xem nè, xem ra rết tun nè, mày quy ba đi, mày quy ba đi. Mày biết nó chết chứ sao không, mất lá rồi dính nó đi. Ê, trụ nó bắn chết. Mẹ biết trụ bắn chết thằng thường support nó còn cố cắm, nó cắm đầu nó chạy đấy kìa. Tự nhiên còn cái lá cờ đó mình xỉa mấy anh lính mình quay lại. Giống như kiểu hồi xưa tao hack map á, mà tao chỉ hack map, tao không có lợi liệu hả? Hack map mà hack map kiểu là hack map quân tử. Không phải. Để chị mấy thằng hack map đâu còn để đó, đánh mấy quân tử nó tàng hình tới hay nó muốn giết được mình là cho nó giết. Chứ không có chơi kiểu lợi liệu, mà gặp mấy thằng chó nào lợi liệu là mình lợi liệu lại vậy thôi. Để thủ, mà nó đánh vẫn bình thường thôi. Nó tàng hình là tao không giết, đi ngang qua nhưng không có gì luôn, đồng đội mà có ping mấy thằng hack map nó ping, tao cũng éo giết. Kệ. Xưa sẽ hack map quân tử đó. Cầm hát mát cho người chỉ chủ yếu là để chỉ mấy thằng hát mát thôi. Ví dụ nó đứng cái chỗ không sai, nó cầm con gì, cầm bút chơi nó hót hay là cầm con hổ nó tên đi là không né luôn, cho nó chứ. Ê, cướp thêm bãi rừng nữa quên. Bây giờ còn cái cây kia để làm. Đứng đắp chỗ này
Tao núp, tao không rình được nó bao giờ nữa mày. Toàn rình tao thôi. Cho nó reset tiền không thi? Để cho nó reset tiền không? À, 300 reset tiền này kìa. Ấy, ôi. Cái gì? Hả? Hai. Cái mày biết cái nghe tao còn bao nhiêu giây không? 5 giây đó. Tao quy ra để. Tao quy ra, tao trừ giáp, tao giết nó. Mà nó hiên, nó lát, thì kệ nó. Thì nó lát thì kệ bà nó đi, sao đâu. Tao quy tao là đập nó một cái mà nó đi nó lát nó hiên thì kệ nó đi. Chọc gì đâu. Đổ bao đi. Bạn ấy reset tiền khi nào vậy? Nãy tôi giết được 300 thơm vãi. Để đâu giết tiếp. Tới đây, tới đây. Ô cái đạch. Sai vậy? Ồ hết chiêu rồi. Mày mày nó giết giết luôn. Trời, mày giết là phi tiêu Sida đó. Giết không có đồng đội đánh cái gì. À đây với mình nè, rất là xuyên bao trụ. Gundam chứ. Tăng làm gì? Chắc tao ngồi tao coi nốt bộ phim nhá. À thôi thôi tiếng ngồi ăn cơm. Giờ là tọt nhẹ cái là bạn này chết. Kéo rồi thử cái gì. Có nhà đi. Mệt quá. Có nhà ăn cơm mới đói quá. Nào ra đây bốc hơi đấy. À đề giống nhiệm vụ giống như kiểu đi ăn rồng phá trụ thôi chứ không làm gì hết. Đây nó kìa.
À đây nó combo ghê à. Sửa chơi coi. Em sửa chơi thôi anh ơi. Em chỉ sửa chơi thôi mà anh làm gì vậy. Ê chỉ vừa thôi bay. Blitz đằng sau kìa. Giờ sao? Nè. Nè. Đi đi rồi. Đi đi nè. Đi đi. Thả đê nó combo kinh lắm. Kinh hộ bố mày cái. Còn mấy cái thằng Blitz này kìa. Đấm nó cơ. Ok, nó bị bắt xít luôn.